Rồi, xin chào cả nhà. Mình tiếp tục đến với kênh Đồ Cổ Cần Thơ nha. Hôm nay là ngày 11 tháng 3 thì cũng có một số tác phẩm để giao lưu cùng cả nhà mình nha. Trên màn hình là tất cả tổng quan những sản phẩm hôm nay để giao lưu cùng cả nhà mình 11 tháng 3 nha. Đây là tổng quan nha. Bữa nay là có một số tượng chúa nha. Rồi là có mấy cái bộ khay trà. Có bộ lư và bộ chân đèn châu Âu nha. Rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm cho ngày 11 tháng 3 này nha. Rồi sau đây là tổng quan một số loại có từng mã khác nhau, em lên cho cả nhà mình xem nha. Hình ảnh trước mặt mình là tổng quan hết những món hôm nay, rồi sau đó em sẽ lên từng món riêng. Rồi bây giờ đi vào món đầu tiên trước là giới thiệu cả nhà mình là một tượng chúa bằng đồng nha. Tượng chúa chất liệu bằng đồng rất là đẹp. Đây. Rồi chiều cân nặng của tượng chúa này rơi vào khoảng 1,8 kg nha, 1,8 kg cho cái tượng chúa này nha. Tổng trọng lượng là 1,8 kg, chiều cao là 30 cm. Rồi mã số 1 tượng chúa bằng đồng nha, giao lưu cả nhà 1,5 kg nha, 1,5 kg cho tượng chúa bằng đồng này nha, mã số 1. Rồi mã số 2 cũng có một tượng chúa bằng đồng, tượng Đức Mẹ bằng đồng rất là đẹp. Tượng Đức Mẹ nha, tượng Đức Mẹ bằng đồng mã số 2. Tổng trọng lượng của tượng Đức Mẹ là cũng cỡ 1,8 kg luôn, bằng với tượng kia. Chiều cao cũng cỡ 30 luôn nha. Rồi mã số 2 cũng giao lưu với cả nhà 1,5 kg luôn nha, cho mã số 2. Rồi. Tiếp theo là cũng có một mẫu tượng chúa bằng đồng nữa nha. Đây rất là đẹp. Mã số 3 cũng giao lưu với cả nhà mình 1,5 kg luôn nha. Chiều cao của tượng Đức Mẹ là cỡ tượng này là 27 cm nha, 26 cm. Rồi chiều ngang thì cỡ 7 cm. Tổng trọng lượng là cỡ 1,5 kg. Tượng này cũng giao lưu với cả nhà mình 1,5 kg. Chiều gửi cho tượng mẹ nha, mã số 3. Rồi mã số 4 cũng là một tượng Đức Mẹ dáng khác nha. Dáng này là đang chắp tay. Rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm nha, dành cho những người theo đạo Thiên Chúa nha. Chiều cao là cân nặng cỡ khoảng 1,5 kg. Chiều cao của tượng mẹ thì cỡ khoảng 29 cm. Chất liệu được làm bằng đồng rất là đẹp. Mã số 4 cũng giao lưu với cả nhà 1,5 kg với mã số 4 nha. Rồi mã số 5 hôm nay là một bộ bao gồm là một cái nhạo gụ nha, nhạo gụ Bắc Tiên, cao cỡ 19 cm. Rồi em đưa từng món cả nhà xem nha. Một cái nhạo, không, cái nhạo gụ này không phải nhạo gụ Bắc Tiên mà nhạo gụ cá chép, chất liệu bằng đồng. Và trên đây thì nó bao gồm là có 6 cái ly nha, 6 ly rất là đẹp. Cái ly được chạm rồng nha, đây từng chi tiết nhỏ nha, rồng nó ẩn ở trong cái ly này nha. Ở trong cái ly thì có chữ thập. Còn cái khay á thì đường kính của cái khay này thì cỡ khoảng 20 cm. Rồi đây ở dưới khay là cũng có một cái mộc luôn nha. Rồi nguyên chọn bộ này, còn bộ vừa khay giữa này luôn á, vừa khay 6 ly và một cái nhạo gụ. Đây chọn bộ như vậy. Chọn bộ này thì giao lưu với cả nhà mình là 1,8 kg cho bộ này nha, 1,8 kg cho cái bộ vừa nhạo 6 cái ly với một cái khay nha. Rồi mã số 6 nãy là mã số 5 nha. Rồi đây là mã số 6 là một bộ khay trà rất là đáng để sưu tầm nha. Hôm qua thì có cái bình này thì em bán rồi, bữa nay còn có thêm một cái bình rồng nữa nên là em ghép vô cái bộ này nha. Đây chiều cao là của cái bình rồng là cỡ 23 cm, bề ngang của cái ấm rồng này cỡ là 14 cm nha. Chất liệu làm bằng đồng rất đẹp. Trên đây là có 6 cái ly cao rất là đẹp.
chiều cao của 6 cái ly, chiều cao của cái ly cỡ khoảng 5,3 cm. Cái ly này nè là nó có từng ly nó đều có những cái con giáp ẩn trên đây nha, chất liệu đồng cũ. Đây là cái ly này là có hình con nai nè, như ly này là có hình kim công. Cái bộ này là rất đáng sưu tầm nha, khó ghép được bộ như vậy, như là hình con dơi hay sao. Đây rồi, đây có hình con dơi. Trên còn trên cái khay đó là hình của ông thọ, gọi gần cái khay cho cả nhà xem nha, hình ông thọ rất là đáng sưu tầm cho bộ này nha. Bộ này một bộ bao gồm một cái bình rộng như vậy, 6 cái ly và một cái khay, tổng trọng lượng là cỡ khoảng 1,8 kg. Bộ này thì giao lưu cả nhà mình là 2.200.000 cho một bộ trà đồng rất là đẹp nha, là bao gồm 6 cái ly. Nhưng mà đặc biệt là mấy cái ly này cũng độc nha, khó kiếm được những cái thứ hai giống vậy. Rồi đây là mã số 6, 2.200.000. 2.200.000 cho mã số 6 nha. Sưu tầm thì liên hệ trực tiếp em nha. Rồi mã số 7. Tiếp theo mã số 7 hôm nay là có một tượng bát mã nha. Còn một tượng bát mã. Tượng đồng bát mã rất là đẹp. Gồm có 8 con ngựa đang tiến về trước nha. Bộ tranh bát mã thì thường là 8 con ngựa luôn lúc nào cũng chạy về phía trước, nhưng mà trong khi đó là có một con ngựa nó đang quay đầu lại. Quay đầu lại là ý nghĩa của nó là để thúc giục những con đằng sau tiến lên phía trước nha. Bộ này là rất đáng để sưu tầm nha. Ở sau là nguyên một cánh quạt rất là to, ở dưới này là hình tượng mấy cái bệ đá, dưới đáy cũng có mộc nữa nha. Đây hình như là ở trên đây là cái tích này là giống như là con ngựa là bát mã này đang sải trên vạn lý trường thành đó, một trong những kỳ quan thiên nhiên thế giới nha. Đây đang sải trên vạn lý trường thành ha, rất là đẹp. Cái này là cân nặng của cái quạt bát mã này á là 4,5 kg cho bát mã, cái bộ tranh bát mã này. Cái bức tranh này thì giao lưu với cả nhà mình là mã số 7 là 2.200.000 nha. 2.200.000 cho một cái tác phẩm bát mã đang sải trên vạn lý trường thành nha, rất là đẹp. Mã số 7. Rồi mã số 8 là một hình ảnh rất quen thuộc đối với người dân Việt Nam mình nha. Châu. Trên đây là có hai đồng tử nha. Một đồng tử thì đọc sách, một đồng tử thì đang cầm thổi vàng nha. Rất là đẹp. Con trâu thì có một con trâu đực và một con trâu cái. Trên đây là đồng tử đang đọc sách thì đang cởi trên một con trâu đực nha. Còn đồng tử cầm thổi vàng thì đang cởi trên con trâu cái. Dưới đây đều có mộc hết nha. Một tác phẩm rất là quen thuộc đối với người dân Việt Nam mình nha. Đây. Tổng trọng lượng là cỡ 3,9 kg. Rồi giá giao lưu cho tác phẩm này là 2 triệu cho cặp trâu đồng tử. Một tác phẩm rất là đáng để mình sưu tầm trưng bày ở nhà nha. Nhà mã số 8. Mã số 9, đây em có một cái còn lại được một cái ống bếp lò. Rất là đáng để sưu tầm. Đây có hai cái quai. Đây có hình con dơi nè. Bên đây có hình con dơi luôn nha. Cái bộ ống bếp lò này chiều cao là cỡ, ủa cân nặng là cỡ khoảng 1,5 kg. Chiều cao của cái ống bếp lò là cỡ, chiều cao là 20-25 cm. Đây nó gồm có hai bộ phận, đây là cái ấm. Rồi ở đây là một cái lò. Cái lò chứ có thể mình để than chỗ nếu mình hâm trà. Bên đây nó có mộc luôn nha, hai bên là có hai cái quai sắt. Rất là đẹp. Rồi cái này vừa uống trà vừa bỏ than với hâm trà luôn nha. Rồi cái bộ ấm trà này, cái bộ này á thì giao lưu với cả nhà mình là 1,5 triệu. 1,5 triệu cho cái bộ ấm bếp lò, vừa ấm vừa cái bếp lò luôn. Nên em kêu là ấm bếp lò nha. Mã số 9. 1,5 triệu cho cái bộ ấm bếp lò nha. Mã số 10. Mã số 10 đó là một tác phẩm ấn cửu long.
ấn rồng cửu long. Trên đây nó được là 9 con rồng, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gọi là ấn cửu long, là ấn rồng. Dưới đáy là có một rất là to đây. Chất liệu hoàng đồng nha. Tổng trọng lượng của cái ấn này là khoảng 1 kg 9 nha. Chiều cao là chiều cao đo được có là 18 cm. Bề ngang của ấn là 9 cm nha. Chất liệu hoàng đồng, ấn cửu long. Ấn này tương đối to. Ấn cửu long. Rồi, ấn cửu long này thì giao lưu với cả nhà mình là 1.000.000 đồng cho cái ấn cửu long này nha. Mã số 10. Mã số 11 đó là một tác phẩm thiền rồng bát tiên. Là một chiếc thiền rồng. Trên đây là có 8 vị tiên nha. Hình như là mỗi vị tiên đều có những tên khác nhau mà tên gì thì em quên mất tiêu rồi. Đây rất là đẹp. Ở dưới đáy là có một cái mộc. Hình như là tích thiền rồng bát tiên này, hình như là 8 con tiên này là đi dự tiệc ở đâu á, cởi trên một con rồng vượt biển. Rất là đẹp. Cân nặng của cái thiền rồng bát tiên này cỡ 900 g nha. 900 g, chiều dài là cỡ 20 cm á. Hình ảnh rất là nét, từng ông là đều thấy rõ khuôn mặt rất là đẹp. Thường mấy cái này á, thì những cái khuôn mặt của mấy bát tiên thường là khó nhìn thấy, nhưng mà cái tượng này á thì rất là rõ nha, từng vị tiên đều thấy rất là rõ. Rồi cái số 11 thiền rồng bát tiên này thì giao lưu với cả nhà mình là 900 ngàn cho tác phẩm thiền bát tiên, thiền rồng bát tiên. Mã số 11 là thiền rồng bát tiên. Rồi mã số 12 là em có một tác phẩm của ngài Thánh Tăng Simali, được mệnh danh là đệ nhất tài lộc nha. Bộ tượng này thì nặng cỡ khoảng 11 kg. Chất liệu được làm bằng đồng rất là đẹp, nhìn rất là thần thái nha. Ngài được xem là đệ nhất tài lộc. Chiều cao của tượng là cỡ 37 cm nha. Bề ngang thì là 28 cm. Chất liệu được làm bằng đồng. Rồi để em lật ở dưới đế lên cho cả nhà mình xem luôn nha. Rồi đây dưới đế ngày đây cũng có mộc nữa nha. Rồi mã số 12 giao lưu với cả nhà mình lần. Đây mã số 12 của ngài Thánh Tăng Simali là giá 4 triệu nha, 4 triệu cho ngài Thánh Tăng Simali này nha. Có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em nha. Mã số 12. Rồi mã số 13 là vừa về được một cặp chân nến châu Âu rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm, để gọi cận cảnh cho cả nhà mình xem cặp chân nến này nha. Đây là mã số 13 nha, cặp chân nến châu Âu. Tất cả đều bằng đồng rất là dày dặn nha, từng chi tiết. Ở trên này là để đựng đèn cầy, rồi sau đó hình như là cái miếng này là để đựng khi mà đèn cầy trong đây nó chào ra, để xuống như thế này. Rất là đẹp, họa tiết châu Âu nha. Chất liệu bằng đồng, rất là dày dặn, rất là nặng, rất là đẹp. Hình như là trọng lượng nó là 8,5 kg. Để em đo chiều cao cho cả nhà mình xem luôn. Chiều cao của cặp chân nến này á, nó vào khoảng 46 cm nha, rất là cao. 46. Bề ngang của mỗi cây á là cỡ 22. Chất liệu bằng đồng, rất là dày dặn, rất là đẹp. Một sản phẩm là không thể nào bỏ qua được nha. Hàng này rất là dày, rất là đẹp. Cái này mà để trên mấy cái nhà thờ lớn, hoặc là mấy cái mấy bàn ăn, mấy phòng khách là rất là đẹp nha. Rồi mã số 13 cặp chân nến châu Âu này giao lưu cả nhà 6,5 triệu cho mã số 13 này nha. Mã số 14 là em có một cái bộ lư đồng nha.
một bộ lưu đồng rất là đẹp. Rồi để trước tiên là em đo chiều cao trước, rồi sau đó là em bỏ lên cân nha. Chiều cao tính lên tới cái con nghe ở trên nha là 70 cm nha, là cái bộ lưng nha. Còn cái chân đèn thì để em lấy dây. Chân đèn thì chiều cao là cỡ 53 cm. Chân đèn là 50, chiều cao là 53 cm nha. Còn cái bộ lư thì nó cao 70. Rồi tiếp theo là em đo cân nặng. Đầu tiên là cân nặng của hai chân nến trước. Hai chân nến là có cân nặng là 8,5 kg. Đây 8,5 kg nha, 8,5 kg cho cặp chân nến. Rồi tiếp theo là tới cái bộ đỉnh. Này là bộ đỉnh là 10,5 kg. Coi như là bộ này cỡ khoảng 19 kg. Đây là một bộ lư đồng nha, đã được vệ sinh lại rồi nha. Ở trong là mình thấy là không có miếng xi măng nào hết nha, rất là đẹp. Rồi cái bộ này thì giao lưu với cả nhà mình là 8,5 kg. 8,5 kg cho bộ lưu đồng này nha, nặng 19 kg. Rồi đây là mã số 14, cũng là mã số cuối cùng của hôm nay nha, buổi sáng hôm nay. Mã số 14 là mã số cuối cùng giao lưu với cả nhà mình, 8,5 kg nha. 8,5 kg cho cái bộ lưu đồng nặng 19 kg. Rồi sau đây là tổng quan lại một số loại hôm nay nha. Cả nhà mình mà có sưu tầm thì liên hệ trực tiếp qua số trên màn hình của em nha. Rồi cảm ơn cả nhà mình ủng hộ kênh Đồ Cổ Cần Thơ nha. Có gì xem được video nhớ cho em xin một lượt đăng ký nha, để có động lực để sưu tầm thêm những tác phẩm tiếp theo để giới thiệu cùng cả nhà mình. Rồi cảm ơn cả nhà mình nhiều, hẹn gặp lại clip chiều nay nha.